minh quan hỷ, họ tộc vui mừng, rộng lòng rộng cửa, kính tiếp tân lang tân nương. Sen là sen, lại là lại, không thể lẫn tạp. Mở tiết mai, vợ của cậu Hai Phước vừa mới tới đó Dũng. Ngó bộ, cậu Hai Phước thích mở tiết mai rồi. Tôi là vợ cậu, sao cậu cứ kêu tôi là chị hoài? Cậu Hai mới đi mát mà. Hút cách dâu con nhà hội đồng, không phải hạng chân lắm tay bùn. Đừng lặp lại lần thứ hai. Tại sao trong cái nhà này cái gì mà không phải nhẫn nhịn hay gì? Cùng lắm thì con đưa mắt ra khỏi nhà thôi. Thiện Kiếp,